Mọi người ăn cơm chưa? Bây giờ là 7 giờ 10. Mọi người ăn cơm chưa ạ? À, nếu mà ăn cơm rồi á thì vô like, coi livestream của Việt Hương nha. Và share livestream ra cho Hương nha. Hương ơi, tại sao mà Việt Hương lại chọn là ngồi trên một cái gối? Thì Việt Hương sẽ chia sẻ cho quý vị hen. Đằng sau lưng của Việt Hương á là một cái xe để mình đi bộ, chứ không phải là gọi là chạy bộ quý vị. Chạy là mình phải dùng vận vận tốc mình chạy, còn cái này là mình sẽ đi như thế này ha. Dạ chào ăn mạnh. Rồi còn nếu mà quý vị theo dõi một hồi á thì Việt Hương sẽ làm một cái động tác mà trên cái bánh này, cái bánh lăn này, cái bánh lăn này nè quý vị ha, cái bánh lăn này và cái miếng thảm á, mọi người thấy không ạ? Thấy không ạ? John Kim, mọi người coi được livestream không ạ? Dạ được. Đây có cái miếng này ha. À mà lát nữa Việt Hương sẽ dùng cái miếng khác để Hương Hương sử dụng nó. À, Hương có cái bánh lăn này. Cái bánh lăn này giá khoảng trăm mấy chục ngàn thôi. Dạ, của OXT, BS của OXT, John Kim, Nguyễn Minh Tâm, Winky Nguyên. Có phần 2 của phim ha chị. Dạ Thuận Đồng Tháp, Nguyễn Tấn Đạt. Dạ nhìn chị Việt Hương cá tính quá. Dạ Đoạn Tuyệt, trời ơi nghe cái tên thấy buồn quá. Hôm nay Việt Hương sẽ chia sẻ ha, làm bằng cách nào mà mình ở nhà gọi là từ là ăn học cho nó không có mặt thay đó quý vị ha. Thì Việt Hương đang có trong tay mình là cái cục lăn này, gọi là cái cục cục lăn, không biết mọi người kêu là cái gì. Tú Hương, Duyên Duyên, dạ Cẩm Tú, Valentino, dạ Võ Quỳnh, Minh Tuyên, Nguyễn Hà, Tường, Vi Vi. Thì cái cục lăn này đó quý vị, sẽ có nhiều cái cách mà mình tập, nhưng mà cũng có rất là nhiều người bị tập sai ha. Thì Việt Hương tự tập cho bản thân mình và để giữ được cái tất cả mọi người hỏi tại sao mà Hương ăn nhiều như vậy, Hương làm chương trình những món ăn Việt Nam ăn nhiều như vậy mà lại giữ được cái vòng vòng eo của mình với cái số tuổi là 44 tuổi của Hương. Thì bây giờ Hương đứng lên cho quý vị coi nha. Đây Việt Hương, đây là Hương là hoàn toàn đang đứng lên đây bằng cái cục lăn của mình ha. Và cái vòng vòng này của Việt Hương á là đang bận áo áo thun ha. Và đây là thật thiệt của Hương, không có bận đai, không có bận đai, nhưng mà do là cái cơ địa, việc thứ nhất là ông trời ông cho cái đã ha, là nó không có bị bự như bình thường, nhưng mà mình cũng phải giữ nó ha. Thì bây giờ đây là cái vòng Việt Hương bình thường đây, không có bận cái đai ha. Lát Việt Hương sẽ đai vô cho quý vị coi, mỗi một buổi tối Việt Hương hay đai nó lại. Và cái người của Việt Hương đây đó là để hồi đó có học thể thao, cho nên khi mà mình ngồi xuống á, thì mình siết cái cơ bụng mình vô. Thì đây là cái bụng của Việt Hương ha, đây là cái bụng của Việt Hương, và khi ngồi mình siết vô thì nó sẽ cứng ha. Nhưng mà tùy theo cái tuổi nha quý vị, tùy theo cái tuổi, có nghĩa là tới tuổi này của Hương thì cái cơ bắt đầu nó sệ xuống ha. Thì bắt đầu mình sẽ chia sẻ nha, Hương có cái đai, chút Hương sẽ đai lại, rồi bây giờ Hương sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Dạ nay tóc đẹp của cô Việt Hương ơi. Dạ phân phối mỹ phẩm bé xíu. Dạ rồi bây giờ Việt Hương sẽ tập thử bằng cái động tác bánh lăn này ha. Bánh lăn, cái bạn Hương gọi là bánh lăn xe, chứ Hương lại không có gọi là chứ không có gọi là cái bàn trượt hay gì, Hương không biết cách ha. Chào thần tượng. Dạ cảm ơn, chào cưng, chào A Văn Khánh, tóc tóc ông nội đẹp quá. Dạ thì bây giờ Việt Hương sẽ lăn thử cho quý vị coi nha. Triệu Bình nha, Nguyễn Ngọc, cô ca, rồi cảm ơn con. Rồi bây giờ mình sẽ lăn, thì mình khi mình tập thể dục á thì mình sẽ chuẩn bị một chai nước ha, một chai nước lọc thôi, Hương uống một chai nước lọc. Nhưng kiểu tóc này đẹp và trẻ trung quá chị, cảm ơn em, cảm ơn Trần Tuyên, cảm ơn Trọng Thi. Tập cái đó vô bụng lắm chị ơi. Dạ đúng rồi, nó sẽ work cái phần bụng của mình nhiều nhất, cho nên mọi người cứ hỏi sao ăn nhiều. Và mình phải có cái phương pháp là ngồi, khi mình ngồi đâu thì mình phải siết cái cơ bụng của mình, gọi là siết cái cơ. Khi mà diễn viên múa mà quý vị muốn đứng
im mà thả nguyên người xuống á, thì nhiệm vụ mình phải siết cái cơ để làm chi, để khi ngã xuống bạn diễn ở dưới nó chụp được, chứ mình thả lỏng thì nó ổng hẹo. Như là những người mà bị xỉu á, khi mình xỉu thì cơ thể mình không control được, mình sẽ nhão nhẹt, thì mọi người sẽ bế giống như bế một bao gạo thì nó rất nặng. Nhưng mà nếu mình siết cái cơ lại thì mình gồng như một cái khúc củi cứng, mình gã xuống vậy thì tất cả những bạn múa dưới sẽ đỡ mình được ha. Cho nên mình gọi là cái phương pháp siết cơ, nhưng không ai lúc nào cũng siết được. Giống như bản thân Việt Hương ha, khi mình ngồi đâu mình siết cái cơ bụng á thì mình sẽ đổ mồ hôi ha, mình sẽ đổ mồ hôi ra. Và tại sao Việt Hương nhắc đi nhắc lại hoài cái cục này và cái miếng này của Việt Hương, là vì cái đầu gối của Hương đang có vấn đề, nó chàng dịch. Khi mà Hương quỳ xuống là Hương đau, Hương giật mình. Hồi nãy quý vị thấy không, là Hương bị chàng dịch, thì Hương có một cái giấy khám của bác sĩ, cho nên Hương sẽ chọn là cái gối này chứ Hương không chọn là cái miếng này nha. Lát Hương thì sẽ nói dài về cái vấn đề này. Hương không chọn cái miếng này, nó bán theo cái cục lăn ha. Nhưng mà Hương tập cái này, Hương lại chọn cái gối, vì nếu mà mình tập bằng cái miếng này nó mỏng lắm, vô cái đầu gối của Hương, mà gối của Hương là đang bị chàng dịch do tắc, do bệnh nghề nghiệp ha. Thành ra cái đó mình không bàn tới, mình đi làm thì mình phải chịu. Cho nên Hương không chọn cái miếng này nó có sẵn trong này ha. Nếu các bạn muốn đi tới văn phòng, tới công ty, tới chỗ làm mà các bạn muốn tập cái này rất là dễ, tại cái này nó rất là nhẹ quý vị. Cái này Hương nghĩ chắc nó nửa kilo à ha, nửa kilo. Thì cái miếng này á, đi đến văn phòng thì một cái bộ như vậy là rất là dễ để mà tập ha. Thì nhưng mà do cơ địa Hương, chân Hương có vấn đề chút nữa Hương sẽ đưa cho các bạn coi cái giấy IMR. MRI Hương mới chụp, Hương chụp rồi và Hương bị tràn dịch gối, nhưng mà Hương lại mới đi khám hôm qua thì nó tràn hơn. Thì một chút nữa Việt Hương sẽ chia sẻ cho quý vị. Quý vị ơi, bây giờ quý vị chia sẻ livestream này ra đi, trong lúc quý vị chia sẻ livestream Việt Hương sẽ tập cho quý vị coi ha. Dòng này của Việt Hương là 85, dòng này 65 và dòng này á là 90. Cho nên dòng này là 90, cho nên khi mình nhìn vô á thì mình sẽ thấy người Hương nó đều, là do trời cho nó đều thôi ha. Nhưng mà thật ra với cái số cân và cái số chiều cao của Việt Hương á thì nó không có cân đối lắm, cho nên mình phải tập để mình giữ cái dòng eo của mình. Dạ, trong lúc coi share livestream ra giùm Hương nha. Đây là một ly nước lọc, một bình nước lọc ha, không tới một bình đâu. Cái này rất ít, cái này rót chừng chút xíu nè, chừng nửa lít thôi ha. Rồi. Và bây giờ Việt Hương sẽ tập đúng của nó. Mọi người sẽ có thể là mình gồng á bằng hai cái cơ ngực ở đây. Ở đây mình có hai cái cơ ngực nè quý vị ha. Cái cơ này thì phụ nữ mình cái phần này á một thời gian nó sẽ sụp xuống, cái vòng này nó sẽ sụp xuống. Thì cái vùng này á, khi các bạn bận áo 2 giây nó hay lòi cục mỡ ở chỗ này nè, rất là xấu. Cho nên là mặt Hương hoàn toàn không make up nha, để lát Hương sẽ làm cho các bạn coi từng bước ha. Thì mình sẽ tập, mình sẽ gồng hai cái cơ này, gồng cơ bụng ha. Rồi bây giờ Hương tập là tập đúng nha, tại nhiều người xoay rất là dở, là xoay nó bị là cái lên cái tay, cái cơ tay. Người ta sẽ dùng miếng này ha. Việt Hương không dùng vì nó mỏng đầu gối, Hương có vấn đề chút Hương lại nói về cái việc đầu gối và thuốc uống cho đầu gối nha. Việt Hương sẽ dùng một cái gối này là cái gối ôm của Hương thôi. Rồi Hương dùng đại là vì để vô hỗ trợ đầu gối của Hương ha. Hai chân mình quỳ, có thể quỳ bằng với cái vai của mình đây nè, có thể quỳ bằng với cái vai. Ở đây là ngày xưa Hương có một cái bằng huấn luyện thể dục nhịp điệu, hồi đó lúc đó Hương mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng không biết là bây giờ có bị lục nghề không, cho nên nếu mà có gì sơ suất thì các bạn trong nhà nghề bỏ qua cho Hương nha. Thì bây giờ cái cục này khi các bạn lăn, các bạn trụ cái tay á thì các bạn sẽ sợ bắp này nó bự đúng không, là cái các bạn lăn vậy nè thì cái tay này nó sẽ bự. Và quan trọng là các bạn thấy cái vòng ba của Việt Hương rất xấu thì các bạn làm, các bạn thấy cái đứt không, có nghe là đứt nè đó, cái vòng ba của mình và cái cơ tay à, các bạn không có làm cơ bụng, mà cái bánh này là để cho cơ bụng. Cho nên khi các bạn nhớ nhìn nè, các bạn nhìn nhịp ngoài đó coi nó có thẳng hết, nó có hết hình không nghe không, nó mất hình thì mình sẽ quay lại ha. Các bạn không dùng cơ tay là cái này sẽ mập, không dùng cái đứt để đẩy mà các bạn phải siết cái bụng của mình, các bạn siết lại cầm cái này và các bạn đẩy đây hết, rồi các bạn kéo lên là bằng bụng nha quý vị. Nãy giờ là bằng bụng ha. Nè các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bụng của Hương nha, khi ra đẩy cái bụng cái tay không có, trở lại là cái bụng quý vị thấy cái bụng co lên không, bụng co lên ha, không phải cái đít nha. Còn nếu làm sai là chúng ta sẽ đi vậy nè, thì cái này làm hoài cũng được quý vị, làm cái này chắc làm đã lắm.
Tại vì cái này chúng ta đang dùng cơ của đùi, mông và hai bắp tay. Đây, vậy thì nó hoài cũng được, nó hoài ngày nào làm cũng được hết á. Và làm bao nhiêu cái cũng được á. Vì các bạn không dùng cơ gì của bụng hết. Các bạn đang dùng cơ đùi, là hai cái thanh đùi này là không đúng nha. Dùng cái mông của mình đẩy lên không đúng, mà phải dùng siết cái bụng ha. Rồi, lại làm lần nữa nha. Các bạn hay hết cái người không ạ? À, giờ vậy, bây giờ xích lại đây nha. Quý vị ơi, thấy rõ không ạ? À, Hương sẽ lùi xuống cho các bạn thấy cái bánh xe cho rõ nha. Bạn sẽ nhìn thấy mình rõ hơn ha. Làm cho đúng nha. Hai cái này mình dang vừa thôi, không dang quá các bạn sẽ không có trụ được cái người, các bạn sẽ lỏng. Mình cái mình dang vừa thôi, mình dang vừa và mình canh sao mà nó vừa lên tới cái người của mình. Rồi hai cái tay này bạn nhớ nè, không làm vậy, không làm vậy, làm vậy là đang xài cơ này, cơ mông và hai cái bắp tay. Đây, các bạn đang làm vậy thì làm hoài cũng được ha. Nhưng bây giờ bắt đầu nhìn theo Hương, cơ bụng mình siết vô đẩy, thấy không, siết vô lại, là cái này nó phải giãn ra, là các bạn thấy nó bè ra luôn nha. Đây, phải vô bằng bụng, các bạn kéo bằng cái cơ này. Thì khi các bạn kéo cơ này chừng 6 cái không đổ mồ hôi kiếm tôi. Tại vì khi các bạn kéo bằng cái cơ bụng vô á, nó không có dùng tay và không có dùng chân, lúc đó bạn sẽ mệt và run người luôn ha. Còn nếu các bạn làm vậy thì làm hoài luôn, thì làm hoài không bao giờ thấy mệt. Nhưng các bạn đưa ra bằng bụng, 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 bụng nè, hết cỡ, lấy vô bụng, 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 lấy vô bụng vô. Các bạn thấy cái bụng nó đi vô trước thì nó mới work cho mình, đúng không? Một ngày quý vị làm á, có thể quý vị làm 10 cái xong quý vị ngưng lại, xong rồi quý vị sẽ relax bằng cách là quý vị thả lỏng ra để quý vị ngồi thì ra và thoải mái, xong rồi các bạn lại làm 10 cái nữa. Chứ mới thì các bạn đừng có làm liên tục. Việc thứ nhất, việc thứ hai, các bạn nên nhớ là khi đầu gối Hương có vấn đề, có nghĩa là khi chống xuống đây á, nó sẽ rất là khó. Bây giờ Hương trả lời một ít người đi ha, tại các bạn sẽ vô hỏi Hương. Và cái bánh lăn này nó rất là rẻ nha, cái bánh lăn xe này nó rất là rẻ, nó có 100 mấy ngàn thôi. Tuấn Anh Đạo, dạ mọi người, Việt Hương đang chỉ cho mọi người á là tại sao Việt Hương ăn nhiều mà cái bụng nó vẫn còn good. Với cái số tuổi của Hương là khi ngồi đâu Hương siết cái người mình lại, siết lại, siết gọi là sao ta, hít lại, giữ lại. Đây, mình ngồi đâu á cái bụng của mình ha, cái bụng của mình sẽ siết cái cơ bụng lại, có nghĩa là mình ngồi mình để im nha, chứ mình đừng có ngồi đâu mình thở phì ra đó, lòng thòng lỏng thỏng, bụng là không được. Mình phải siết cái cơ vô cho nó chặt, nó cứng cái cơ bụng của mình. Cơ bụng có Hương chọt vô nó cứng 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 là mình phải siết lại, mình phải giữ lại cái cơ bụng. Dạ, anh Đức, anh Đức, anh Bảo, quý vị muốn tiếp tục không ạ? Muốn tiếp tục không? Mua cái cây lăn đó ở đâu? Dạ, chỗ bán chỗ dụng cụ thể thao đó quý vị. Hoặc là quý vị lên mạng quý vị sợ quý vị mua. À, giá có 100 mấy ngàn một cây thôi, rất là rẻ ha, rất là rẻ. Tập bao nhiêu vậy cô ơi? Cao Gia Huy, tập là không phải tập theo, cái này là Hương tư vấn thật nha, tập là không phải theo ý của người ta, mà tập phải nghe được cái cơ thể của mình, phải lắng nghe cái cơ thể của mình. Ví dụ sức của Việt Hương có thể làm 100 cái, nhưng mà sức của chị Việt Hương thì chỉ nên làm 10 cái rồi ngưng, rồi 10 cái ngưng. Đó là tùy cơ địa mỗi người. Và có người là do tiền bệnh họ là có đau cột sống lưng. Nhưng mà riêng bản thân Hương cũng không nên xài cái này. Tại vì Hương phải quỳ gói, mà gói của Hương nó đang bị chàm dịch. À, cho nên là quý vị phải tập và lắng nghe cơ thể, chứ không phải tập là lắng nghe nhỏ bạn hoặc lắng nghe Việt Hương suối. Dạ, cái lăn đó mua ở đâu hả? Mua ở trên mạng hoặc là mua ở chỗ tập thể thao, đâu cũng có cái cục lăn này hen. À, cô Hương chia sẻ về đầu gối một chút, cô Hương sẽ một chút cô Hương sẽ tan mỡ về cái đầu gối. Ê quên, tập về này là tập giảm mỡ, còn nếu mà tan cái đầu gối á thì một chút nữa lại chia sẻ ha. Rồi, có hai phương pháp. Nếu quý vị nào đã coi cái này quý vị muốn coi lại một lần nữa không? Vì Hương làm rồi xong thì Hương dẹp cái này qua một bên nha. Mình sẽ làm cái khác cho quý vị coi ha. Việc trước tiên, không lăn bằng mông. Không lăn bằng tay.
không lăn bằng hai cái tay. Nếu vậy, nếu mà quý vị nào mà cái này cần siết cơ, quý vị tập cái này cũng được, hoặc là dùng mông và cơ đùi như vậy nè. Đó thì cái cơ đùi của mình nó sẽ rất là đẹp, quý vị thấy không nè. Đó thì cơ đùi mình rất là đẹp. Thì cái này hả quý vị, vậy mà người có sức khỏe chắc đẩy được mấy trăm cái á ha, mấy trăm cái luôn á, tại vì nó chả có cần cái gì phải sức mệt hết. Nhưng mà quý vị muốn cho eo thon, cái vùng mỡ trên này không có, vùng bụng bụng dưới này không có, cái phải có cái vòng này để mình bận áo làm cho đẹp, hoặc là mình bận áo dài cho đẹp á, nó cong vô cái phần này thì phải nhớ siết cái bụng vô. Khi mà ăn uống vậy mình siết bụng vô, và điều đặc biệt ăn xong chịu khó đứng vậy đó 15 phút, chứ đừng có ăn xong là mình nằm liền ha. Và cái thời gian này là cái thời gian mà mình được nghỉ ở nhà, nhiều khi mình ăn xong mình phóng lên giường mình coi phim liền ha. Thì đây là động tác đúng, hai chân vừa đủ bằng vai, không rộng quá sẽ té, mà cũng không chụm quá sẽ không có đúng tư thế ha. Rồi vừa rộng bằng vai thôi, đây đẩy hết, kéo bụng hết, bụng vô, kéo bằng bụng vô lại. Làm sao quý vị thấy được cái bụng của em ta, thấy không ạ? Rồi kéo hết là bằng ra bằng người đây, vô bằng bụng, không vô bằng đít nha quý vị. Thấy cái đùi vẫn bình thường, cái đùi này vẫn bình thường chứ không có kéo vậy, không có kéo vậy. Kéo vậy là tay với đít nè, với đùi nè cùng làm, thấy đít với đùi hơn không, vòng ba với vòng đùi thương nhúc nhích nè, thấy không? Còn cái kia là quý vị phải kéo ra hết. Kéo vô bằng bụng. Người nào mà mới tập á, kéo chừng 6 cái mà không đổ mồ hôi em đền. Đó, em kéo thường xuyên mà em còn đổ mồ hôi nha quý vị nha. Rồi, cái động tác này có nhớ chưa ạ? Cái này á, một người làm cỡ khoảng 10 cái. Rồi bắt đầu mình ngồi mình relax, mình giải trí, mình giải trí cho mình khỏe. Nhưng mà đừng có quá 30 giây. Có nghĩa quý vị phải ngẫm chừng khoảng 20 giây thôi, chứ đừng có ngồi rồi xả hơi rồi ăn uống rồi 8.000 thứ quay trở lại thì nó không có work ha. Riêng một động tác này dành cho những người ở thế giới thứ ba ha, đặc biệt là các bạn gay, các phụ nữ sau khi sinh ha. Cái này á, gọi là dịch chân kinh, có thể search trên mạng và coi nhiều cách, nhưng mà sẵn đây Việt Hương cũng sẽ chỉ cho các bạn, không cần mua một đạo cụ nào, không cùng các cần bánh lăng này luôn. Chúng ta cần một miếng thảm bự hơn cái miếng này ha. Rồi quý vị, bây giờ Việt Hương sẽ làm, nhưng mà không biết quý vị thấy được cái chân của Việt Hương không. Đây là cái chân Hương ha, chân co lại như con chó, đứng lên cái miếng thảm ha. Đứng lên thảm là chân Hương nhỏ thôi, còn quý vị phải mua miếng thảm mới ha. Đứng như vậy nè quý vị, quý vị thấy chân Hương không ạ? Đứng như con chó nha quý vị, co lại như vậy nè, bấu xuống ha. Hai chân dang rộng bằng vai, hai chân dang rộng bằng vai ha. Hai tay đánh làm sao nhẹ, quý vị thấy đánh làm sao không? Khi đánh ra đằng sau không gồng, không gồng ha, không gồng, đánh nhẹ ra đằng sau. Khi đánh ra đằng sau như thế này thì cái lỗ hậu môn của mình hóp lên, hóp lên như vậy nè, giống như là mình đang đi mà mình nín lại ha. Thì nó này nó sẽ rất là tốt cho những người sao xanh luôn, cổ tứ khung nó sẽ co lên. Rồi đây, nhìn lên đây, rồi bắt đầu mình làm, cứ từ từ làm. Hương sẽ đến gần chút xíu cho quý vị thấy cái bụng của vị Hương hóp chưa nha. Vị thấy bụng Hương không ạ? Thấy không? Chết này nè, chết này sợ thấy đít không ta? Được không ạ? Thấy cái bụng không ạ? Thấy bụng dưới không ạ? Thấy chỗ này không? Không được, phải xa ra mới thấy. Đây nè, thấy không ạ? À, đây mới thấy chỗ này mới quan trọng là cái gì ha. Tay đánh vào đây thì cái bụng mình hót vô, là cái hậu môn của mình á hót lên, hót lên như vậy nè. Thì tập như vậy á, cái cổ tử cung nó sẽ co cho người sao xanh ha. Thì hai chân dang dặn bằng vai, để lên tấm thảm hoặc là gỗ, không được đứng trực tiếp với gạch. Tay vẫy làm sao giống như đánh làm sao đi chợ đó. Khi tập thì hóp cái này lên, quý vị thấy cái bụng không nhúc nhích không? Thấy cái bụng dưới, đặc biệt cái bụng dưới không nhúc nhích nhiều lắm, thấy không ạ? Không thấy hả? Không thấy được hả? Không thấy được kìa, cái cây này phải xa nữa. Quý vị có muốn tập cái dịch chân kinh không ạ? Dựng máy cao lên một xí hả? Thôi bây giờ Việt Hương khoan làm cái động tác đó đi ha. Thì sau Việt Hương sẽ chia sẻ, bây giờ Việt Hương sẽ chia sẻ cái xe này cho quý vị nha. Chịu không? Quý vị coi cái xe này nha. Cái xe này không phải là xe đi bộ quý vị. Nếu mà cái xe đi bộ, chạy bộ á, thì chúng ta sẽ dùng đầu gối rất là nhiều.
ha. Sen này cũng dùng đầu gối nhưng mà do lực ở cái bàn tay của mình nữa cho nên nó sẽ giảm đi cái lực ở trong đầu gối. Và tại sao hôm nay Việt Hương lại nói nhiều về cái đầu gối ha. Rồi bây giờ Việt Hương sẽ cho quý vị coi là cái xe của Hương đây, và nó sẽ có là đó, nó sẽ có cái bánh xe và nó có cái cổ tay của cái xe. Khi Hương leo lên này quý vị phải mang giày nha, tại Hương không mang giày ha. Rồi giày thì khi quý vị chạy bằng lực ma sát á đó thì nó sẽ là đó, được rồi đây đó, chạy nó sẽ là giày. Thì cái này á nó không phải là lực ma sát mà là lực đẩy, quý vị thấy không, trên này á nó có cái bánh, có cái tay. Chỉ lên chút xíu nữa sao đó, cầm đi, chịu khó ngửa ra em để im, em chỉ ngửa cái nguyên cái bộ phận của mình luôn, nữa nghiêng máy luôn đó, nữa xíu nữa, nữa đúng rồi, đang làm đúng rất đúng đó. Rồi nữa đi cứ ngồi im, sao tự nhiên sợ né cái máy vậy. Rồi quý vị thấy hơn chưa, có nghĩa đây là lực đẩy của mình, cái tay mình đẩy nè, thấy chưa, cái tay mình đẩy nè đó, chứ thật ra cái chân mình làm rất là ít đây đó, thấy chưa quý vị. Rồi quý vị thấy không, cái này là lực đẩy chứ không phải là cái miếng mà lực chạy bằng cái chân không, cái chân này không thì cái đầu gối nó mới có vấn đề, còn ở đây là lực đẩy ha. Rồi xa từ từ nhà hạ xuống nha, để mọi người nhìn thấy đây, tay Việt Hương đẩy, thấy chưa. Rồi đẩy đó, và bây giờ đang hạ xuống để thấy cái chân của Việt Hương đây, quý vị thấy cái chân Hương không đó, thấy cái chân Hương không đó, đó thấy không, cái chân Hương không. Rồi để xuống bình thường em đó, cái chân này là nó có lực đẩy đó quý vị, thấy không, thì thấy tay của Hương đẩy không, thì làm sao mà nó cái đầu gối mình có vấn đề được ha. Đó là cái ngày này á, mỗi một ngày quý vị ở nhà quý vị chạy giùm em là 30 phút, nếu quý vị có cái xe, còn không có cái xe thì trong lúc co chạy bằng cái xe là quý vị sẽ rất là mệt, quý vị sẽ rất là mệt. Rồi cái là quý vị buồn thì lúc đó quý vị sẽ coi cái live stream của Việt Hương, hoặc là quý vị chắc lấy cái máy mà kèo đèn dán cái mã này, cái công ty này là coi live stream Việt Hương, coi hài của Việt Hương cho quý vị vui ha. Nguyễn Chí Nguyên, dạ một ngày thì rất tùy theo, tại vì có ngày thì Hương sẽ quay vào lúc 5 giờ sáng thì Hương phải dậy và make up xong là 7 giờ để tới phim trường là 8 giờ mấy 9 giờ. Cũng có những ngày quay rất là trễ, là 11 giờ thì 8 giờ Việt Hương thức dậy, 9 giờ make up, tới 10 giờ rưỡi, 11 giờ Việt Hương có mặt ở phim trường, hoặc là như vậy. Hoặc có nghĩa là giờ của Việt Hương á, là nó khác với lại giờ của những người mà làm công nhân viên nguyên chức, khác với lại những người đó, cho nên là Hương lại phải theo cái giờ của mọi người, theo cái giờ của mình. Có thể là Hương tập buổi tối, có thể là Hương tập cái buổi, muốn tập buổi nào tập theo cái mình. Màu son đẹp quá, màu son này là cây màu son bấm đó quý vị, cái này là cây son bấm nha, màu son này là son bấm. Thi Nguyễn tập bao nhiêu thích quá chị ơi. Dạ thì mỗi một ngày là Việt Hương sẽ dành ra, tùy nha, có ngày không tập luôn, có tháng không tập luôn, năm một năm nhiều khi bỏ cả, có cái tháng bỏ cả 2-3 tháng mới tập lại, và cũng có tháng thì tập liên tục. Nhưng mà từ đó tới giờ Hương là người chịu chơi thể thao, có nghĩa là chịu tập. Có nhiều fan á thương Việt Hương này hay sợ là tập nhiều ốm nha má, ăn đi không có sợ mập đâu hay này nọ, tất cả những lời nói đó là những lời nói động viên thôi, và Hương phải biết chắc là Hương như thế nào. Mọi người khen Hương xinh đẹp là Hương không bao giờ tin đâu, tại vì Hương biết Hương không có xinh đẹp, Hương chỉ ưa nhìn ha. Cho nên là mình biết chứ, mình biết mình là ai chứ, và mình biết mình bao nhiêu tuổi, cần phải làm cái gì nữa ha. Máy chạy đó chị mua bao nhiêu và mua ở đâu? Mua rất lâu rồi, nó cũ mèm rồi quý vị ơi, nó cũ lắm rồi, nó vàng khè, nó cũ luôn rồi. Dạ mà cái máy này máy rất là đơn giản, cây son này Việt Hương đang đánh, dạ cây son này đang đánh là cây này nha, son bấm này quý vị, bấm ra rồi rút ra nha, đó Hương đang đánh cây này ha. Dạ cái này nhiều cây ta, 246.000 đó, bấm nó ra vậy đó quý vị nha. Đây bấm nó ra đó, bấm là nó ra đây ha quý vị. Rồi đây cây son này Hương đang đánh á, máy đó nhiêu tiền? Dạ mua lâu lắm rồi, Hương quên rồi, mua chắc cũng gần 7-8 năm rồi. Dạ thì Ngọc ơi bà làm nhảm gì vậy Ngọc, Trần Thanh Ngọc
tôi đang ở nhà nha. À, Việt Hương có show 27, 28, 29 bên Úc và Việt Hương đã viết cái thông báo là Việt Hương từ chối không đi. Cách đây 2 tuần rồi, cách đây 2-3 tuần là Việt Hương đã cancel cái show đó rồi. Dạ, Việt Hương đang ở Việt Nam ha. Rồi tiếp tục chia sẻ livestream ra cho Hương đi. Tiếp tục là chia sẻ livestream. Quý vị muốn tập thể dục nữa không? Hay mình làm khác? Thôi bây giờ Việt Hương làm cái khác nha. Và bây giờ Việt Hương sẽ làm cho quý vị coi là sau đó thì mình sẽ máy chạy bộ nè. Rồi bây giờ mình một chút nữa Việt Hương nói tính đầu gối nha. Bây giờ Việt Hương sẽ nói về cái da của Việt Hương trước nha. Đưa cái ghế ha, đưa cái ghế đây. Rồi bây giờ Việt Hương nói về cái da của mình trước. Sau đó thì Việt Hương sẽ là bẻ cái này lên. Sau đó là Việt Hương sẽ rửa mặt nha. Rửa mặt cho quý vị coi là nãy giờ mặt Hương là mặt mộc ha. Để quý vị biết đây là mặt mộc hoàn toàn luôn của Việt Hương ha. Rồi đây. Đó, đúng rồi. Rồi cho cái máy ra đây đi ạ. Chắc cái máy của Việt Hương ra đây được rồi. Ha, cẩn thận cái chừng nó mất. Rồi, sát cái đèn lại. Đây, Việt Hương đây. Và Việt Hương cho quý vị coi sát cái da mặt của Việt Hương luôn. Là hoàn toàn không có make up ha. Đây là cái miếng bông gòn. Mọi đây là cái miếng bông gòn trống. Miếng bông gòn trắng bình thường. Đúng không? Và đây là cái chai nước lọc bình thường. Việt Hương sẽ xịt vô đây. Đó, lau cái mặt của mình cho quý vị coi là hoàn toàn không có đánh cái gì hết. Để mặt mộc. Việt Hương có một hai cái mụn nè, đang kiểm tra cái chai mụn để coi nó có hết không ha, là bắt đầu mình sản xuất. Và đây là mặt của Hương là mặt không có gì ha. Đó, một miếng, đây miếng tiếp tục. Xịt vô. Là nước lọc bình thường ha. Rồi Việt Hương sẽ rửa mặt cho quý vị coi sau khi. Dạ, cái hình trên tường đẹp quá, hình trên tường đẹp quá. Dạ, cảm ơn bạn. Đây, da mặt của Hương là hoàn toàn không make up ha. Bây giờ Việt Hương đang dùng một cái chai sữa rửa mặt thải độc tố nha. Sau khi tập thể dục, Việt Hương sẽ dùng cái chai sữa rửa mặt thải độc tố này cho Hương. Đây, chai sữa rửa mặt bong bóng cận mặt rồi. Yeah yeah yeah, đó là hồi nãy Việt Hương tập ha. Xong lát Việt Hương sẽ tư vấn cho quý vị coi là Việt Hương tại sao lại không có tập nhiều về cái động tác đậu gối. Lát nữa Việt Hương chỉ chia sẻ là tập bao nhiêu. Bây giờ Việt Hương tiếp tục là cái chai này, sữa rửa mặt bong bóng ha. Sữa rửa mặt bong bóng của Việt Hương á, cái vỏ đâu à, cái sữa rửa mặt bong bóng này nè là nó thải độc tố nha quý vị nha. Dạ, nó thải độc tố cho nên là giờ Việt Hương sẽ dùng cái tay của mình, tay không, và cái miếng này nó cũng là cái miếng không. Việt Hương lau tay không bình thường đây. Rồi cái mặt của mình cho một miếng nước lên. Đó, Việt Hương cho miếng nước lên. Và mặt có 2-3 cái điểm mụn Việt Hương vẫn để làm chi? Là Việt Hương sẽ sử dụng cái trị mụn á. Đây, sữa rửa mặt ha, Hương để lên. Rửa sạch cho quý vị coi. Đặc biệt cái này á quý vị, khi mà Hương để lên vậy nè. Quý vị thấy nè. Quý vị thấy nó lên bọt không quý vị? Đó, đó là cái chai này á, là khi mà quý vị để lên chịu khó để càng lâu bọt nó càng sủi lên, rút chất độc từ dưới lỗ chân lông, rút cái chất độc lên. Đây, chai sữa rửa mặt bong bóng là cái chai này ha. Việt Hương đang xài nó. Và khi nó rút lên như vậy nè, đó nó rút lên vậy, vô mắt em à. Đó, nó rút lên vậy nè quý vị, là quý vị thấy nó bọt không? Đó. Mình cứ để đó là tự nó lên cái bọt này. Cái gì thấy không? Đó. Sau đó mình lại dùng khăn giấy, không dùng cái miếng bông nè, hoặc là mình dùng nước trực tiếp ha. Xong bắt đầu mình lau lên trên, lau lên, mình rửa mặt nó đi, mình rửa cái bọt nó đi. Quý vị thấy rửa tới đâu nó sạch mà nó thơm, cái mùi rất là nhẹ nhàng nha. Nguyên liệu là từ Pháp, hương liệu là từ Pháp, nguyên liệu từ châu Âu ha. Đó, nó ra vậy đây. Quý vị thấy nó miếng nó dơ không? Rồi em lại lấy một miếng bông nè, em có một cọc bông luôn, em lấy một miếng mới nữa. Còn đây là hai cái miếng cũ hồi nãy ha. Rồi em lại lấy miếng mới nữa, em xịt nước vô. Nam nữ đều xài được nha. Đó, là Việt Hương lao cho quý vị. Rồi. Đó. Cái này là thải độc tố cho những người mà có cái mụn nhỏ nhỏ lăn tăn giống như Hương vậy nè. Mỹ xài mỹ phẩm nhiều nè, nó thải độc tố cho mình. Đó. Sạch sẽ chưa? Chưa có sạch lắm. Tại cái này nó là xà bông, mình ra Việt Hương muốn làm cho kỹ ha quý vị ha. Để cho da mặt mình tốt nhất có thể. Đó.
Và Việt Hương sẽ dùng hai cái miếng bông này lau một lúc luôn cho nó lẹ, xịt nó lâu lắm. Dùng bằng nước lọc bình thường thôi quý vị. Rồi, cái này là đây. Đây là nước lọc bình thường mà mình lau nó. Đó, mặt Hương là hoàn toàn ha. Không có một cái gì hết. Đây là sữa rửa mặt thải độc tố nha quý vị. Dạ, cái này nó có bọt á. Đó, nó sẽ làm cho mình hai miếng bông bông sạch này. Tại vì Hương đang rửa cho quý vị coi cho nên Hương phải ngồi đây và rửa bằng bông. Chứ mặt mỗi lần là Hương lấy nước Hương rửa lên luôn. Ha. Có nghĩa là xong mình lấy nước rửa lên luôn nó sạch bông vậy nào quý vị. Ha, thải hết những cái độc tố dưới da. À, mặt Hương đang có một hai cái mụn, Hương để đang thử mụn, thử một cái kem mụn ha. Đó, và thử cho những bạn mà kem mụn nhiều đây. Bây giờ cái da mặt của Hương là hoàn toàn sạch sẽ là nhờ sữa rửa mặt thải độc tố này đây. Đó, sữa rửa mặt bong bóng. À, các bạn vô các bạn bấm nhà trả lời cái giá giùm nha. Còn các đại lý vô bán giùm mình ha. Rồi, các bạn ơi, cái chai này á nó rất là hot mà nó là thải độc tố. Các bạn muốn gọi ở Mỹ á, các bạn mua ở vùng Canada với vùng Washington DC, các bạn gọi giùm mình số điện thoại của Tuyền Lê. Canada, toàn bộ Canada và Cali và Washington DC 360-599-7663 ha. Và các bạn đang ghi vô. Còn các bạn mà ở tất cả các tiểu bang khác thì gọi là 110ml thì gọi 714-854-2930. Đó, bầu sử dụng được nha, hoa hồng đỏ nha. Cái này gọi là thải độc tố. Bây giờ quý vị thấy cái da Việt Hương bắt đầu nó căng căng lên không ạ? Dạ, nó căng lên đó quý vị ha. Rồi sau đó Việt Hương sẽ dùng serum nha. Serum thì cái bộ serum á là có hai chai ha, hai chai serum nhỏ. Rồi sau đó Việt Hương sẽ dùng, mà bây giờ chưa đâu, bây giờ Việt Hương đang nói về cái sữa rửa mặt bong bóng này nha. Dạ, sữa rửa mặt bong bóng. Dạ, sạch vô cùng luôn nha quý vị nha. Trong cái bộ này có không? Đi về lấy một cái cặp serum trong cái bộ serum. Dạ, cái này là 110ml nha. Sữa rửa mặt bong bóng, quý vị thấy cái da mặt của Việt Hương bắt đầu nó căng lên không? Sau khi Việt Hương tập thể dục ha, nó căng lên nè, nó sạch cái lỗ chân lông, nó sạch đến mức độ vậy nè. Việt Hương căng cho quý vị coi. Quý vị thấy sạch không ạ? Sạch ơi là sạch luôn ha. Sau đó chúng ta sẽ xài serum. Serum thì có bán theo cái bộ nha quý vị. À, vì Hương lao cái cổ mình luôn đi ha, để lát mình sức bộ body. Đây. Đó. Thì bây giờ sau á, vì Hương sẽ dùng tới cái serum, cái chai này nó có cái hộp là vậy nè nha quý vị nha. Chai của nó đây nè, sữa rửa mặt bong bóng đây. Mới rửa hồi nãy đây. Đó, rất là sạch. Hoặc mặt hoàn toàn không có gọi là gì ta, không có một cái make up gì hết đây ha. Rồi chia sẻ livestream ra cho em đi, chia sẻ livestream ra cho em đi, hay là bây giờ mình tặng quà đi để cho cái livestream của mình nó lên cái lượt xem ha. Sau bắt đầu chia sẻ qua tới rửa mặt xong là tới serum ha quý vị. Dạ, giá là 480.000 đồng một chai sữa rửa mặt bong bóng, là tại vì nó để lên cái bong bóng nhỏ nhỏ nó lăn xăng nó rút ra, thì Hương gọi đó là sữa rửa mặt bong bóng. Mỗi một ngày Hương hay uống một ly nước nước thơm hoặc là nước cam như vậy ha, nước cam ép hoặc là nước thơm ép. Các bạn nào mới vô có thể coi lại cái livestream của Việt Hương á, để Hương chỉ cho các bạn về cái bánh lăn, cái bánh lăn của cái sử dụng bánh lăn để đẩy đó quý vị. Em cái bánh lăn để đẩy á, Việt Hương đang nãy là coi lại ha. Các bạn đang hỏi Việt Hương đang nói về cái gì thì Việt Hương đang nói về cái này đây. Bánh lăn để đẩy ha. Đó. Nha, cái bánh này. Đó, nãy bây giờ quý vị sẽ là share cái livestream ra để quý vị biết là Việt Hương đang nói về cái gì, thể thao. Dạ có nha quý vị ơi. Ngọc Trịnh Huỳnh hình như bên Úc có đó các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ dùng một cái bộ serum này. Nhưng mà quý vị có thể lấy trong cái bộ face đó có ha. Đây, cái chai serum này nó có một cặp là như thế này đây ha, hai chai serum này. Thì hai cái chai serum này á, nó sẽ có giá làm căng da sáng bóng, giá của nó là 580.000 một chai ha quý vị. Dạ,
Đây cái chai nó dày vì Khương tháo ra cho quý vị coi. Đó nên như vậy. Đó, đây quý vị nha. Thì Khương ha, tháo cái này ra luôn cho quý vị coi ha. Rồi, đây nó là như vậy. Một bộ của nó. Bộ của nó là vậy đây. Ha, hai chai. Đó. Khương có cái miếng này. Để vô đây để chỉ cho quý vị ha. Rồi bây giờ thì Khương lấy cái này ra. Sau khi sữa rửa mặt bong bóng xong, Khương sẽ xài serum. Này, một giọt. Chấm vô đây, chấm vô đây, chấm vô đây, chấm lên trán. Vỗ nhẹ. Đó, mặt Khương đang có mấy vết mụn để thử đây, ha, ba cái mụn. Là vì vì Khương ăn ngọt. Ăn ngọt nhiều quá nó sẽ lên mụn ha. Đó. Vỗ vô cho nó thấm. Serum này là căng da, sáng bóng da, trẻ hóa làn da, dành cho mấy chỗ này nó không có bị nhăn nào quý vị. Mấy chỗ này nó không có bị nhăn nào quý vị thấy không? Là cái bộ này. Bây giờ quý vị nhìn để ý ha. Quý vị để ý ha, một chút họ nó căng ra ha, mà mùi hương này là chiết xuất từ cái hoa cúc đó quý vị. Hoa daisy, hoa cúc nha, hoa cúc. Rồi, serum xong rồi đúng không? Serum xong rồi. Bộ này nha, hai chai serum. À, giá là 560.000. 580.000 một cặp như vậy nè. Ha, một cặp serum. Và cũng có thể xài cái serum này, nếu mà quý vị muốn mua một chai thì quý vị lấy serum của hàng thị trường ha, một chai serum hàng thị trường ha, màu vàng có cầm theo không? Ừ. Tại sao vậy? Tại sao mình biết là mình phải làm đi làm mà không có chuẩn bị gì hết vậy? Ok, bây giờ quý vị xài cái serum này xong, đúng không? Ha, nó một cặp nó là như vậy đây. Các bạn có biết không, lính của em nó vụng lính, vụng tính thì ở lính cả đời, người ta có câu đó rất đúng á quý vị ha. Nó không có tính toán, có nghĩa là làm là 1 cộng 1 là 2, không bao giờ nghĩ 1 cộng 1 là 10. Cho nên nhưng mà mình cũng không nên la tụi nó. Việc thứ nhất mình la mình sẽ già. Việc thứ hai, nếu mà nó dở thì nó làm lính mình chứ nó giỏi làm chủ mình rồi. Thấy không? Nếu nó giỏi thì nó đã 44 tuổi, nó kinh nghiệm cuộc đời, tán dùng cuộc đời nó rồi. Còn bây giờ nó mới hai mấy tuổi, cho nên hồi đầu Việt Hương rất là nóng. Nhưng mà tánh của Việt Hương là như quân đội vậy đó. Hương rất là chu đáo và chỉnh chu từng ly từng tí. Nhưng cái đó Hương nghĩ là dạy nghề thôi, dạy về nghề. Còn làm ăn là không có nên. Cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi. Nhiều khi mình nóng quá mình bị già. Dạ, mỹ phẩm Hương Tiền xài đã lắm các Hà, da cải thiện rất nhiều. Dạ, cảm ơn các Hà nha. Dạ, rồi Hương tiếp tục ha. Quý vị thấy cái da của Việt Hương nó có căng không quý vị ha? Thì hồi nãy Việt Hương có nói quý vị rồi, Việt Hương tập thể dục bằng con lăn này. Con lăn này, đúng không? Một ngày 100 cái, nếu quý vị có sức mỗi một lần 10 cái. Sau đó quý vị chạy chiếc xe. Hồi nãy Việt Hương có tập cho quý vị coi là Việt Hương chạy trên chiếc xe. Nếu bữa nào mà khỏe mạnh thì mình chạy chiếc xe này, chiếc xe này của Hương ha. Còn nếu bữa nào mà không có khỏe thì mình lăn cái con lăn này ha. Và đầu gối của Việt Hương đang có vấn đề lắc, Việt Hương chia sẻ cho quý vị. Và Việt Hương có chụp hình cái, đưa cái chụp hình. Thì Việt Hương có chụp hình cái này rồi đây. Một chút Việt Hương sẽ chia sẻ cho quý vị coi nha. Đó, em a ai. Đó, Việt Hương đã chụp rồi. Một chút nữa Việt Hương sẽ chia sẻ cái này. Thực phẩm chức năng Lucosamin. Đó, một chút nữa Việt Hương sẽ là chia sẻ cái đó cho quý vị coi đây. Chia sẻ luôn cả xương sụm, sụm cá mập luôn nha. Một chút nữa nha. Thực phẩm chức năng vậy, một chút nữa Việt Hương đang chia sẻ là sau khi Việt Hương tập thể dục thì Việt Hương sửa rửa mặt. Bây giờ quý vị thấy cái mặt Hương nó căng không quý vị? Nó căng rồi. Đó là Việt Hương sửa rửa mặt. Sau đó Việt Hương xài serum ha, sửa rửa mặt xong, sau đó mình xài serum. Đó, bộ serum có cái miếng này chỉ dẫn đây, hoàn toàn rõ ràng, có Việt Hương ghi đàng hoàng rõ ràng. Bỏ vô đây. Dạ, chị nói chuyện yêu thế Phương Khua, chị cảm ơn em. Chị tập thể dục thì tập cho mọi người coi. Xong rồi chị nói là lý do cái cùi chỏ và cái đầu gối của chị nó có vấn đề. Đó, thì chị mới là chia sẻ là tại sao. Một chút nữa chị sẽ mới nói ha. Sau khi các bạn sửa rửa mặt này, các bạn xài bộ serum này. Nhưng nếu mà quý vị không có tiền, quý vị có thể xài cái chai serum này là hàng thị trường. Bán từ đó tới giờ nó tới 20ml nhưng mà nó chỉ có 201 thôi nha. 201 nó rẻ hơn thì nó bán lẻ một chai này. Bạn nó rẻ hơn về thị trường thì cái tinh chất nó ít hơn một chút. Thấy không? Ví dụ như 3%, còn cái tinh chất của cái hộp cao cấp thì nó 5%. Giá này 201 một chai vậy đây. Ha quý vị ha. 201 cái chai này serum là sau khi Việt Hương rửa mặt nè. Đó, nãy Việt Hương rửa mặt quý vị coi lại, Việt Hương xài serum nè. Ha. Serum này hoặc là serum cái bộ này nha. Đó. Đó, cái nào cũng của công ty Việt Hương hết.
và lát nữa cái này sẽ nói bên cái bộ phay được tặng nha. Rồi bây giờ các bạn chia sẻ cái livestream đó giùm Hương đi, chia sẻ livestream đó giùm Hương đi, Việt Hương sẽ tặng quà cho các bạn tiếp tục ha. Việt Hương sẽ tặng cho các bạn vitamin E nữa được chịu không ạ? 100 tên ha. Bây giờ đọc nha. Vitamin E, có vitamin E ở đây không ạ? À, Việt Hương sẽ tặng cho các bạn 100 hộp này đúng không ạ? 100 hộp. Ngọc Trân, em đã xài bộ đa chức năng rồi, thời gian rồi và bây giờ thấy rất là hiệu quả. Rồi, sau đó thì Việt Hương sẽ chia sẻ cái đa chức năng, nhưng mà Việt Hương cái nám cho quý vị ha. Đây ạ, ba vỉ như vậy nha quý vị, ba vỉ như vậy. À, cái hộp nó là như vậy đây, Việt Hương sẽ đọc 100 người ha. 100 người. À, 100 người và Việt Hương tặng cái này, ba vỉ, nó gồm ba vỉ như vậy là 40 viên nha. Rồi. À, quý vị ở Hà Nội thì mọi người hay hỏi đại lý ở đâu và tại sao ít tặng quà cho Hà Nội, Hà Nội buồn. Ở đại lý ở Hà Nội là Hà Giang, Hà Nội luôn nha. Nha. 0972 352935 nha, ở Hà Giang Hà Nội á. Rồi, quý vị bỏ cái số điện thoại Hà Giang Hà Nội vô giùm em, 0972352935. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, sau đó nếu mà quý vị nào muốn coi lại từ đầu cái livestream á, đợi lát nữa coi lại tập thể dục của em. Dạ. Thì Việt Hương sẽ chia sẻ cho quý vị. Bây giờ Việt Hương sẽ chia sẻ tiếp Hà Giang hả? Hà Nội đó quý vị. Dạ. Còn Canada, Tuyền Lê thì 360-599-7663. Đây, đây là cái chai gọi là chai nám. Mà Việt Hương á, là số tuổi là 44 tuổi. Cho nên bắt đầu có những cái điểm nâu nè. Quý vị thấy điểm nâu không? Nè, cái điểm nâu không? Nhỏ xíu nè, nhỏ xíu nhưng mà Việt Hương lại không có bị nám ha. Dạ. Dạ, nám là bán nha quý vị. Dạ, nám là bán. Vitamin E thì em cho ha. Tại đây là một người dược sĩ, họ thấy em buôn bán họ tặng cho tụi em. À, em cũng không bán nha. Cái này đại lý bán, em chỉ live stream thôi ha. Em không bán. Dạ. Dạ, mấy vị thấy lại em chưa ạ? À? Tự nhiên cái đang ở đâu có nó phóng dùng cái tin nhắn. Và cái chai này là cái chai bán nha. Không có tặng cho gì ai hết trơn á. Dạ, tại nó đang rất là hot. Cái hộp nó vậy đây. Vitamin đúng không? Đây, nó là cái hộp vậy. Lấy nó ra rồi nó lại vậy. Nha quý vị. Cái hộp nó bóng bóng đẹp lắm quý vị ơi. Dạ, ép kim. Đó, lên đẹp lắm. Ha. Rồi, Việt Hương hồi nãy là xài gì? Nhắc lại. Sữa rửa mặt bong bóng. Serum. Và bộ kem đa chức năng này một chút nữa em tư vấn ha. Còn serum này là hàng thị trường ha, giá 201. Và bây giờ là em đang xài cái chai nám này. Đây, cái bạn này vô đây nói nè, bộ kem đa chức năng xài ok lắm, em xài mới hơn một tuần mà cải thiện lên rất là nhiều. Bạn Trần Dung nè. Bạn Nhung Chen có chữ T cuối, hay là Nhung Trần có chữ T cuối, tặng vitamin cho em với, tặng em một hộp vitamin. Nhung Chen ha. Rồi, Yon Jin Chen, nếu bạn ở Việt Nam mình sẽ tặng cho bạn một hộp vitamin. Yon Jin Chen ha, nếu bạn ở Việt Nam, này chỉ ở trong nước Việt Nam. Rồi, Nguyễn Kiều Loan được tặng vitamin. Trương Diệu được tặng vitamin. Vi Trương để lại số điện thoại luôn, được vitamin số 886. Em xài nám rồi nhưng chưa được tặng quà. Mai Phạm được một vitamin. Răng Huy, nếu ở Việt Nam được tặng một vitamin. Rồi, Đinh được tặng vitamin. Hằng Nguyễn, em cũng xài sữa rửa mặt bong bóng đã ghê luôn. Cảm ơn Hằng Nguyễn được một vitamin.
chia sẻ livestream giùm em. Ngọc Bích được một vitamin, Thanh Tấn được một vitamin, một vỉ, một hộp á, 30 viên á, chứ không phải là một vỉ, vậy là tặng một vỉ đâu nha quý vị, tặng một hộp cho quý vị luôn, ship tới nhà phi nha, là tặng như vậy nè, tặng như vậy nè nha, đó cái hộp nó như vậy và tặng như vậy nha, tặng nguyên một cái này luôn, 30 viên á. Huỳnh Văn Huy được vitamin, Nguyễn Quang được vitamin, Thuận Trương được vitamin. Rồi, cái chai này là cái chai nám nha, đặc trị nám, và em cũng đang xài nó luôn. Bây giờ em xài cho quý vị coi ha. Chai nám này rất là dễ xài. Rồi, tiếp tục nè, tiếp tục. Diễm Nguyễn, Diễm Nguyễn. À, cái đó chị không có bán, chị chỉ tặng thôi nha em. Đây, chị mở cái nút chai ra này. Ở trên này nó có cái bấm này, các bạn bấm nó xuống. Ủa, cái chai này chai mình đang xài phải không ta? Hay chai mới nữa à? Chai này. Dạ. Cái chai của mình đâu? Cái chai đang xài á. À, mình phải dùng cái chai đang xài nha quý vị thì nó mới đúng, chứ mình không có xài lộn xộn được. Dạ đây. Cái chai này em đang xài. Chai này nè chị. Dạ, bây giờ em làm lại cho quý vị coi là em đang xài cái chai này ha. Mình xài cái nào thì mình xài một chai thôi, chứ để tiết kiệm cho nhà sản xuất quý vị ha. Đây, bây giờ em sẽ thâm xuống cho quý vị. Đó. Đó, cái kem này của em đây. Cái này là nám, cho nên Việt Hương sẽ đánh lên đây mặt mình, quý vị thấy không ạ? Ha. Và quý vị thấy cái da mặt của Việt Hương nó không có cái cục nám. Là gì? Trước nhất là Hương phải chống nắng ha. Đây á, là cái nám này nè, Việt Hương đang xài đây nè ha. Là mình không có bị nám, nhưng mà tới cái số tuổi của Hương á, Hương phải xài thử để thử coi những cái đốm đen nâu này nè nó có mất không, và nó mất nó mờ đi quý vị thấy không, sát luôn quý vị mới thấy nó hơi có chút xíu, cho em lại không bị nám ha. Rồi em xức hai bên cho quý vị coi luôn nha. Đây, cái này nó có cái đặc trị, cho nên khi mà cái gì nó có đặc trị thì cái mùi của nó phải hơi nghiêng vào vị thuốc một chút xíu ha quý vị nha. Đó, em đánh quyền cái mặt em luôn. Đó, cái này đây là nám. Phạm Úc Linh Phạm gì đó được một chai, Linh được một cái nám, cái vật được một cái vitamin E nha. Cái này không có tặng nha quý vị, cái này nó hot lắm, không có tặng gì cho ai chứ. Dạ, cái này là nguyên liệu mua từ châu Âu mà bây giờ nguyên liệu nhập khó quá quý vị ơi. Dạ, được tặng thì liên hệ làm sao, chút nữa Việt Hương sẽ chỉ. Việt Hương sẽ gửi quy một cái tin nhắn ha. À, các bạn kia tiền xa rồi ghi tin nhắn vô. Là khi các bạn được nhận quà, xin vui lòng nhắn tin số điện thoại chỉ đỏ rõ ràng vậy đó, gửi nguyên cái tin nhắn đó lên, là cái bạn Kim Tiền sẽ gửi đến cho quý vị nha. Rồi cái tin nhắn là bạn Kim Tiền Kim Sa là sẽ nhắn lên đây cho quý vị coi nha. Rồi đây, đây là cái chai nám này, xức vô. Buổi sáng dù cho cấp bách cỡ nào, cấp bách cỡ nào ha, nếu không kịp làm những bước như Việt Hương, rửa mặt, xức serum, sức nám, thì phải nhớ sức chống nắng. Cái này nhất định phải có nha. Ngọc Tuyết, em đang xài chai chị dùng đó được 2 tháng rồi, rất ok chị, cảm ơn em. Thích cái dòng nám này luôn, cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ em lại tiếp tục em sức chống nắng nha. Buổi sáng thì quý vị phải nhớ sức chống nắng cho em. Cái chai chống nắng này nó có cái make up ha, mà nó 50 độ cộng là đây. Đó, cho nên là nó có cái make up, nó làm cho cái da mặt của em đẹp lên. Rồi sau đó là em đi làm, nhiều khi em đi gấp gấp, em đi họp này nọ là em chỉ sức chống nắng lên thôi. Em sức nửa mặt cho quý vị thấy hai cái sự khác biệt nha. Đó, quý vị thấy bên này nó đẹp hơn không? Đó, nó tại vì nó có một cái lớp make up đó quý vị. Lớp giống như là foundation mà để cho mình bảo vệ làn da của mình đó. Đó, là em sức rất nhiều nha. Đáng lý cái này là phải sức hai bên, mà em sức một bên bên này xấu dễ sợ. Đó, bên này là có sức kem vô nè. Đẹp ha quý vị ha. Đó, có sức kem, có bảo dưỡng là nó khác liền quý vị ơi.
Đó, bên này đẹp ghê ha. Bên đây tào lao quý sợ quý vị. Cái này lát nữa em sức mụn. Đó, cái này là buổi sáng quý vị buộc phải sức cái này vô cho em nha. Đây là chống nắng đây quý vị ơi. Chống nắng, đã có sức chống nắng. Đây không có sức. Đây chống nắng. Dạ. Cái chai chống nắng này á là quý vị có gấp cỡ nào thì quý vị cũng phải nhớ sức chống nắng vô giùm em ha. Dạ, nhím nhím được một cái vitamin. Dạ, cái này nè, chống nắng nè nha. Dạ. Nếu mà quý vị gấp gáp cỡ nào quý vị cũng phải sức chống nắng vô giùm em. À, quý vị đang thấy là cái mặt của em nó được sức bên chống nắng nó đẹp hẳn luôn nè, tại nó có mấy cách nhẹ ha. Đó. Mà nó thấm vô mặt mình rồi quý vị, thấm vô mặt mình rồi. Nó không có bóng bóng, bên đây kêu sức cái gì, mới sức cái thuốc à, mới sức nám thôi cho nên nó bóng bóng nè quý vị thấy không? Bên có sức bên chưa nè. Đó, đây là em sức bên này, em sức nám nè. Còn bên này em sức vừa nám vừa chống nắng. Cái gì thế, cái mặt em nó khác liền. Bên đây là nám nè. Bên đây là vừa nám vừa chống nắng nè. Thấy không? Bên đây là nám, rửa mặt, sữa rửa mặt. Rồi bắt đầu cho nè. Mấy bạn này vô nói là chống nắng xài đã lắm. Bây giờ bắt đầu thấm vô mặt mình rồi quý vị nè, quý vị coi cái da em. Đó. Thấy chưa? Kit Su Su được một vitamin. Quân Hà được một vitamin. Ngọc Tuệ được vitamin. Quý vị thấy da em đẹp không? Là tại vì em đã đánh cái này vô rồi. Ha, chống nắng. Còn cái chai nám này á, là Việt Hương đánh từ lúc mà nó ra, Việt Hương xài bộ đa chức năng. Rồi Việt Hương muốn thử cho quý vị coi cho nên Việt Hương đánh vô luôn. Mà khi quý vị thấy Hương đánh trắng bên này tự nhiên cái mặt bên này nó đẹp hẳn không quý vị? Là do nó có, mà nó có tiệp màu lắm chứ nó không có trắng toát đâu quý vị yên tâm. Cái này là chưa đánh gì nè, cái này đánh rồi nè. Cái này chỉ đánh cái này thôi. Còn cái này là đánh cái này vô. Cái da mình nó sáng lên thấy cái mặt em khác liền, nó trẻ hẳn luôn. Nó trẻ trung một bên luôn quý vị thấy không? Một bên đây nám thôi. Dạ, ha.